Cô chào các con. Hôm nay chúng ta sẽ là trực tiếp vào một đề kiểm tra giữa học kỳ 1 có cả phần trắc nghiệm và phần tự luận. Thì ở phần trắc nghiệm cô đã cho các con thời gian để làm và rất nhiều bạn đã gửi kết quả ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là chữa xem thử là bạn lựa chọn có giống mình không. Mời Khánh Hà ơi, câu 1 con lựa chọn phương án nào? Con thưa cô, con chọn phương án A. Phương án A. Rồi, Long Đức ơi, Khánh Hà chọn phương án A. Con đồng ý với Khánh Hà không? Bật mic lên con. Long Đức không nghe. Quang Anh ơi, con đồng ý với Khánh Hà không? Mic của Long Đức sao ấy? Có ạ. Rồi, tập hợp các ước của 6 là gồm các số 1, 2, 3, 6. Cô hỏi xem một bạn. An Lộc ơi, con đồng ý với các bạn đấy không? Con thưa cô là con đồng ý. À, chính xác rồi, cô cảm ơn con. Chính xác rồi, tập hợp các ước của 6 là gồm các số 1, 2, 3, 6. Nên ở trong câu A này chúng ta sẽ chọn, xin lỗi, ở trong câu 1 này chúng ta sẽ chọn đáp án A các con nhé. Rồi. Câu 2 cô mời bạn Hương Giang, con chọn đáp án nào? Dạ, con được cô là con cho đáp án C ạ. Câu 2 tập hợp A gồm các phần tử x thuộc n sao cho x bé thua hoặc bằng 5. Hương Giang chọn C. Bạn Yến Trang ơi, con đồng ý không? Minh Hoàng bật cam lên. Cô là có ạ. Rồi, các bạn, tất cả các bạn bật cam lên. Sao tắt cam tối thui thế này? Minh Hoàng ơi, con đồng ý với bạn đấy không? Em cho cô là em có ạ. Tại sao không chọn A mà chọn C con nhỉ? Em thưa cô, tập hợp nào sao là tập hợp khác không ạ? À, là tập hợp các số tự nhiên khác không chứ không phải là tập hợp khác không. Rồi, đáp án C chính xác rồi. Câu 3 con chọn phương án nào? Cô mời bạn Đức Huy, Bùi Đức Huy. Cô ba em chọn B. Đức Huy bật cam lên, chọn B. Đức Minh ơi, con chọn câu 3 phương án nào? RGB. Bạn B. Vậy chúng ta xem nhé. À, chúng ta sẽ sử dụng các phương án loại trừ xem nhé. À, Yến Trang ơi, con đồng ý với các bạn đấy không? Có. Rồi, chúng ta thấy này, trong hình bình hành các cạnh đối bằng nhau và song song với nhau là đúng ạ. Các góc đối bằng nhau và bằng 90 độ, cái này là sai, cái này chỉ có ở trong hình chữ nhật thôi. Cho nên là chúng ta loại phương án D đi, chúng ta không lấy phương án D. Và tiếp theo chúng ta loại cái này đi. Cái này là sai. Rồi, trong hình bình hành các cạnh đối song song với nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, cái này cũng đúng. Thì chúng ta để đó cái đã, chúng ta xem xét, bởi vì người ta hỏi câu trả lời đúng nhất mà. Tiếp câu A, trong hình bình hành các cạnh bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Trong hình bình hành các cạnh bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Câu này là câu đúng hay là câu sai Quang Anh nhỉ? À, như vậy là Quang Anh chưa biết. Ai biết nào? Trong hình bình hành các cạnh bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là đúng hay sai? Mời An Lộc nào. Nó có là sai. Vì sao lại là sai con nhỉ? Tại vì là phải là câu các cạnh không bằng nhau, tại vì À, các trong cạnh hình không bình bằng hành nhau. các cạnh không bằng nhau, chính xác rồi, rất là tốt. Các cạnh bằng nhau thì chỉ có ở trong hình vuông hoặc là trong hình nào, An Lộc biết không? Các cạnh bằng nhau thì chỉ có trong hình vuông và hình thoi. Đúng rồi, cho nên câu này là sai cũng loại. Như vậy chúng ta sẽ cân nhắc giữa câu B và câu C để chúng ta chọn đáp án nào đúng nhất. Ừ, câu C chúng ta vừa nãy nói rồi là cũng là một câu đúng, nhưng mà xem câu B này. Trong hình bình hành các cạnh đối bằng nhau và song song với nhau. Cái này là đúng này. Các góc đối bằng nhau cũng đúng, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Như vậy là cái này là có nhiều tính chất hơn, cho nên ta chọn câu B là đúng nhất. Chính xác rồi, các con làm rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ làm ba câu tiếp theo là câu 4, câu 5 và câu 6. Long Đức ơi, ở câu số 4 thì con chọn phương án nào đây con? Em cô, em chọn phương án D ạ.
Em chọn phương án D. Ta kiểm tra xem cô hỏi bạn An Lộc ơi, con đồng ý với Long Đức không? Bạn Long Đức trả lời câu gì? Trả lời câu A, B, C gì? Bạn Long Đức trả lời phương án D ở câu 4, con đồng ý không? Con thưa cô là con đồng ý. Rồi, Yến Trang con đồng ý với bạn không? Con cô là có. À, như vậy là thấy này, số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 5 thì câu này là cũng là một câu đúng. Số chia hết cho 2 có tận cùng là 8 cũng là một câu, cũng là có trường hợp xảy ra như thế. Số có chữ số tận cùng là 8 thì chia hết cho 2 thì đây cũng là một câu trả lời là chắc chắn là đúng rồi. Số chia hết, chúng ta đọc lại câu B, số chia hết cho 2 có chữ số, đúng rồi. Thì như vậy thì số chia hết cho 2 câu này nó cũng không được rõ ràng lắm. Riêng đối với bài này, có những lúc là cô thấy là các bạn chụp đề lên gửi đến nhóm, cô thấy là có những trường hợp là cũng không đền câu chữ, nó cũng không được chặt chẽ. Cho nên là trong trường hợp này chúng ta thấy rõ ràng là câu A đúng, câu C đúng, mà có cái câu là cả 3 câu trên đều đúng thì các con chọn cho cô là đáp án D này các con nhé. Còn nhiều khi trong trường hợp đánh máy hoặc là soạn thảo đề mà có chút nhầm lẫn gì đấy thì các con nhớ là người chấm sẽ luôn là làm thế nào mà có lợi cho các con nhất, nên chúng ta không cần phải lo lắng. Hôm trước câu 5 nào, bạn Đức Minh ơi, con chọn câu 5 đáp án nào? Câu C. Đáp án C. Rồi, Đức Huy ơi, con chọn phương án nào? Đức Huy chưa bật mic được, phải hay sao? Đức Huy ơi, con chọn phương án nào? Câu C ạ. À, cô cũng thấy con gửi ở C, đúng rồi. Vậy ta xem câu trả lời đúng nhất của chúng ta. Trong hình vuông, bốn cạnh bằng nhau, bốn góc bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau. Như vậy câu này cũng đúng. Trong hình vuông, bốn cạnh bằng nhau, bốn góc bằng nhau và bằng 90 độ. Câu này cũng là một câu đúng. Nhưng mà trong hình vuông, bốn cạnh bằng nhau, bốn góc bằng nhau và bằng 90 độ thì đương nhiên rồi. Và hai đường chéo bằng nhau thì câu này là đúng nhất. Còn câu D thì cả ba câu đều sai thì là không đúng rồi. Rồi, câu 6 mời Khánh Hà nào. Penny xem bật được mic lên chưa? Khánh Hà ơi, câu 6. Con chọn đáp án. Đáp án nào Hà ơi? Chưa à? Rồi, Hương Giang ơi, câu 6 con chọn đáp án nào? Dạ, ơn thưa cô là con chọn đáp án A. Đáp án A. Đáp án A. Vậy thì Giang nhắc cho cô thế nào là số nguyên tố con nhỉ? Dạ, ơn thưa cô, số nguyên tố là các số chỉ có ước là 1 và chính nó. Số nguyên tố là các số chỉ có ước là 1 và chính nó. Con đồng ý với câu trả lời đấy không, Yến Trang ơi? Cô là phải lớn hơn 1 nữa. À, là các số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Cho nên là bạn đấy đưa ra cho đáp án A là đúng chưa Trang ơi? Đúng rồi ạ. À rồi, cô cảm ơn con, chính xác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang loạt câu tiếp theo các con nhé. Như vậy ở câu này thì cô cũng kết luận là có khoảng 9 bạn là gửi kết quả đúng như cô, còn một số bạn thì chưa kịp gửi câu 6. Khánh Hà ơi, ở câu 7 con chọn phương án nào Khánh Hà ơi? Con chọn đáp án A. Đáp án A. Rồi cô hỏi bạn Quang Anh ơi, con đồng ý với Khánh Hà không? Thưa cô là có ạ. Yến Trang ơi, con đồng ý với bạn không? Có. An Lộc ơi, con đồng ý với bạn không? Được cô là không. Bạn chọn phương án A mà ta nghe kiểu gì mà ta bảo là đồng ý với bạn nhỉ? Trong khi đó các con gửi kết quả đúng mà. Câu 7 bạn chọn phương án A làm sao mà đúng được? A không phải là tập hợp. A rõ ràng là tập hợp đây chứ. Các phần tử thì được nằm trong hai dấu ngoặc nhọn đấy. A là một tập hợp. Thì An Lộc ơi, con chọn phương án nào? Được cô, con chọn phương án C. Rồi, phương án C là đúng. A là một tập hợp. Có duy nhất một phần tử, giá trị của phần tử đó là không các con nhé. Cho nên ở câu này chúng ta chọn là đáp án A mới đúng. Ở câu chọn đáp án C mới đúng. Đáp án C. Rồi, tiếp. Câu số 8, con chọn phương án nào?
À, hỏi lại xem Khánh Hà ơi, con hiểu chưa? Con rồi. Rồi, con chú ý nhá. À, Minh Hoàng ơi, câu 9 con chọn đáp án nào? Câu 9 thì quá dễ rồi. Minh Hoàng đâu? Con chọn đáp án C ạ. Đáp án C. Đức Huy ơi, con đồng ý bạn đấy không? Đang câu 8 đấy. Em có cỏ. Ôi. Số nào là bội của 4 mà? Đang câu 8 mà. À. Em B ạ. Hoàng ơi. Hoàng ơi. Dạ. Số nào là bội của 4 trong các số 14, 28, 34 và 35 đây? Em cho cô là 28 ạ. Ừ, là phải đáp án B chứ. Lúc nãy con đọc cho cô là đáp án C đấy. Đáp án B nhá. Rồi. Hình như con nhầm với câu 9 thì phải. Câu 9. Bạn Hương Giang ơi, câu 9 con chọn phương án nào? Dạ, con đưa cô là chọn phương án C ạ. Câu 9 phương án C. Quang Anh ơi, con đồng ý với bạn không? Có. Ừ. Vì sao không chọn phương án A hoặc là B hả con? Thầy vì 6 chết cho 2, 4 chết cho 2. Ừ. Cũng là một cách để hiểu. Ở đây chúng ta thấy rằng A chia hết cho 6, B không chia hết cho 6. Nên ở đây chỉ chia hết cho 4 thì không biết là có chia hết cho 6 hay không. Cho nên chúng ta không thể chọn đáp án A. Đấy, vì có thể là có những số chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 6. Cho nên chúng ta không chọn đáp án A. Tương tự như vậy, chúng ta không chọn đáp án B. Bởi vì là A chia hết cho B thì chia hết cho 4 nhưng mà A chưa chắc đã chia hết cho 4 nên không chọn đáp án B. Còn như An Lộc nói, A chia hết cho 6 thì suy ra A chia hết cho 2. B chia hết cho 4 thì suy ra B cũng chia hết cho 2 nên tổng A cộng B chia hết cho 2 là đương nhiên rồi. Còn cái D này thì sai thì ai cũng biết rõ rồi. Rồi tiếp theo câu 10 thì rất là dễ. Long Đức ơi, câu 10 con chọn đáp án nào? Em có câu 10, em chọn đáp án C ạ. Ờ, 2 là bằng 2 mũ bao nhiêu con nhỉ? Là Đức Minh ơi. Em có bằng 2 mũ 1 ạ. Ừ, 2 bằng 2 mũ 1, chính xác rồi. Cho nên là chúng ta lấy 2 mũ 6 chia 2 mũ 1 là bằng 2 mũ 6 trừ 1 bằng 2 mũ 5. Bạn đã lời đúng rồi, tốt rồi. Tiếp. Đức Minh ơi, con bật mic lên, vừa nãy vẫn là Long Đức đấy. Đức Minh, con bật mic lên câu hỏi nào. Đang cô. Rồi, câu 11 con chọn đáp án nào? Em cô B. Chọn đáp án B. Con làm nào mà chọn đáp án B nhanh thế? Con phân tích ra thử số nguyên tố để tìm ước chung lớn nhất hay sao? Dạ. Em phân tích là... À, con phân tích ra thử số nguyên tố. Có cách nào để làm cô B nhanh hơn không? Yến Trang? Ngoài cách phân tích ra thử số nguyên tố, còn cách nào để nhanh hơn không? Cô lấy 30 chia cho 15. À, đúng rồi. Vì 30 chia hết cho 15, nên ước chung lớn nhất của hai số này là bằng 15 con nhé. Rồi, rất là tốt. Giỏi, cảm ơn con. Quang Anh ơi, câu 12 con chọn phương án nào? Cô em chọn phương án B. B. À, bây giờ chọn lại là đúng rồi nhá. Vừa nãy không chọn B đâu đấy. Vừa nãy các bạn có một số bạn chọn A, một số bạn chọn C là bị sai. Vì sao mình là tính được là 6 x 6 x 6 x 6 x 3 x 2 là bằng 6 mũ 5, Quang Anh trả lời. Vì sao? Bởi vì là 3 x 2 là 6 và có... À, đúng rồi. Đúng rồi, chính xác rồi, tốt, đúng rồi. 3 x 2 bằng 6 và phía trước này có 4 thừa số 6 nữa. Như vậy ở đây là có tất cả là 5 thừa số 6, cho nên là viết gọn là được là 6 mũ 5. Rồi, rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tự luận nhé. Phần tự luận các con có thể là làm cho gửi cho cô vào trong Zalo hoặc là gửi vào trong hộp chat. Thì chúng ta sẽ tập trung làm câu 1, câu 2 và câu 3 trước các con nhé. Chúng ta có khoảng 5 phút để làm 3 câu này. Bây giờ chúng ta sẽ chữa bài 1 vào đây luôn. Còn bài 2 thì cô sẽ chuyển sang bên bảng kia để chúng ta chữa từ bài 2 trở đi. Các con xem bài số 1 nào. Số nào chia hết cho 2 và cho 5 thì dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 là gì? Những số như thế nào thì chia hết cho cả 2 và 5? Cô mời Khánh Hà nào. Thưa cô là
dấu hiệu chia hết cho 2 và 5. Đúng không cô? Ừ, chia hết những số như thế nào thì chia hết cho cả 2 và 5. Những số chia hết cho cả 2 và 5 là đợi con. Ừ. Là 2 và 5 là 460. Với lại 23.850. Rồi đúng rồi, nhưng mà cô hỏi là những số chia hết cho 2 và cả 2 và 5 thì có đặc điểm như thế nào? Có đặc điểm là ừ. Số cuối là số 0. Đúng rồi, giỏi, chữ số tận cùng là chữ số 0, chính xác rồi, cho nên chúng ta chọn 460 và 23.850, chính xác rồi. Câu B, số nào chia hết cho 3, số chia hết cho dấu hiệu chia hết cho 3, cô mời bạn Quang Anh nào nhắc cho cô dấu hiệu chia hết cho 3. Em đưa cô số hiệu chia hết cho 3 là tổng của các chữ số của một số cộng lại chia hết cho 3. À, số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3, và chỉ những số đó mới chia hết cho 3. Vậy thì con đọc cho cô câu B là gồm những số nào? Quang Anh. Em với cô là 2103. 2103. Có tổng các chữ số bằng bao nhiêu? Là bằng 6. À, rồi tiếp, số tiếp theo. 23.850. Rồi. Còn nữa không con? Không ạ. Rồi. Một bạn bổ sung cho cô xem, nhận xét cho cô xem bạn trả lời như thế. Đức Huy ơi, con đồng ý không? Rồi. Hay là không nghe nhỉ? Yến Trang ơi, con bổ sung cho bạn được không? Con cô là số 9.264 ạ. Ờ. 9.264 có tổng các chữ số bằng bao nhiêu nhỉ? Con bằng 21 ạ. À, đúng rồi. Nhiều bạn không để ý đây này. 6 cộng 4 là 10. 2 cộng 9 là 11, như vậy tổng các chữ số là 21. Rồi, như vậy Quang Anh chú ý quan sát kỹ đề bài hơn con nhé. Còn số nào nữa không, Yến Trang nhỉ? Con cô là 0. Ờ, chúng ta, ở đây chúng ta xét lại một lần nữa. 2, 4, có 5 số tất cả. 4, 5, 6, 10 có tổng các chữ số là 10, chúng ta loại đi. 2, 0, 5 có tổng các chữ số là 7, chúng ta loại đi. Như vậy 3 số này là đúng rồi. Các số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. Những số như thế nào thì chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9, An Lộc ơi? Con được cô là những số mà có tổng các chữ số chia hết cho 3 nhưng mà nó không chia hết cho 9. Ừ, chính xác rồi, số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là số có tổng các chữ số chỉ chia hết cho 3, không chia hết cho 9. Vậy thì đó là những số nào, An Lộc nhỉ? Con được cô là số 23.850. 23.850. Còn nữa không? Không. Rồi, cô mời Yến Trang, con đồng ý không? Đồng ý với An Lộc không? Cô là có. Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 mà. Bạn còn thiếu ạ. Thiếu số nào? Cô là số 2103 ạ. 2103 có tổng các chữ số bằng bao nhiêu con? Cô bằng 6 ạ. Đây, sao thế, nhiều bạn có câu trả lời đúng mà bây giờ lại không giơ tay phát biểu nhỉ? Ví dụ như là Minh Hoàng này, Minh Hoàng bật cam lên này, Đức Huy, Đức Minh này, mà sao không giơ tay phát biểu? Như vậy thì là một số bạn đã bị nhầm ở cái số 23.850, thì tổng các chữ số của số này là bằng là 2 cộng 8 là 10, 3 cộng 5 là 18. 18 thì chia hết cho 9. Nên đây là số vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 9. Chúng ta sẽ không chọn trong bài này, mà chúng ta chọn số 2964 có tổng các chữ số là bằng 2964. Tổng các chữ số là bằng 21. Số này chia hết cho 3, không chia hết cho 9 các con nhé. Vậy đối với dạng toán mà xác định số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9, các con cần quan sát thật kỹ và suy nghĩ một chút nữa để chúng ta chọn câu trả lời cho đúng các con nhé. Và cuối cùng là câu D, Khánh Hà ơi. Khánh Hà cũng làm đúng bài này. Vừa nãy cô đã nói rồi. Câu D con chọn số nào? Con cho cô chọn số
23.850. 23.850. Chính xác rồi, 23.850 là số có chữ số tận cùng là bằng 0, nên số này sẽ chia hết cho cả 2 và 5. Và 23.850 có tổng các chữ số là 2 cộng 8 là 10, 3 cộng 5 là 8 là thành 18, 18 chia hết cho 9. Như vậy nếu mà chúng ta xét người ta yêu cầu một số mà chia hết cho cả 3 và 9 thì ta chỉ cần quan tâm số đó có chia hết cho 9 hay không thôi. Bởi vì đã chia hết cho 9 thì đương nhiên là chia hết cho 3, nhưng con lưu ý chia hết cho 3 chưa chắc đã chia hết cho 9 ở đây. Là câu B và câu C, con đọc thật kỹ đề bài giúp cô nhé. Rồi, cô cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu bài tập câu số 2. Nào, bây giờ bạn Khánh Hà chữa cho cô câu 2A được con nhỉ? Vâng. Rồi. Hai A con tính như thế nào? Con tính ra bằng 18 nhân mở ngoặc 65 cộng với 35 đóng ngoặc. Rồi. Bằng gì nữa con? Bằng 18 nhân với 100 bằng bằng 1.800. Rồi, con tắt mic nào. Chỗ con sao mà hơi ồn. Hương Giang ơi, con đồng ý với bạn đấy không? Chỗ của con đang mưa. Rồi. Hương Giang ơi, con đồng ý với bạn đấy không? Con dạ có. À, con tính được giống bạn không? Dạ có. Rồi, cô cảm ơn con rất tốt. Đúng rồi, bạn Khánh Hà làm cô cũng rất là phấn khởi vì là bạn đấy tiến bộ từng ngày ấy. Rồi, còn Hương Giang làm giúp cô câu B luôn nhá. Vâng ạ. Bằng gì con? Bằng gì? Câu B đầu tiên là 2 mũ 2 nhân 5 là bằng 20 ạ. À, bằng 20, con tính tắt luôn rồi. Bằng 20, bằng 4 nhân 5 bằng 20 rồi. Trừ đi, ừ, trong ngoặc con tính bằng bao nhiêu? 1 cộng 8. Ừ. Đúng không? Rồi, tốt. Chia bao nhiêu con nhỉ? Chia cho 9. Giỏi, đúng rồi. Bằng? Bằng 20 trừ 9 chia 9. Tốt. Bằng? Là bằng 20 trừ 1 và bằng 19 ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Như vậy Hương Giang nắm rất là vững, thử tự thực hiện phép tính và tính đúng rồi. Cô muốn hỏi lại các con một chút xíu là ở bài 2A chúng ta sử dụng tính chất nào, bạn nào nhớ nhỉ? Yến Trang, con nhớ tính chất ở trong bài 2A không? Bỏ tay xuống rồi, rất là nhanh bỏ tay xuống. Đức Minh, con nhớ không? À, An Lộc nhớ, cô mời An Lộc nào. Đức Minh giơ tay nhưng mà cô gọi lại không trả lời. Thưa cô, là có phải là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng à? Đúng rồi, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng hay là tính chất nhân một số với một tổng các con nhé. Rất là tốt, giỏi, cảm ơn. Con, câu 3. Cô mời bạn là Đức sẽ trình bày câu 3 nhé. Con sẽ tìm ước chung lớn nhất bằng cách nào? Em tìm ước chung của ước của 3, 3, 3, 6 ạ. Ừ, tìm tập hợp các ước của 3, 6 đúng không? Vâng ạ. Rồi tìm tập hợp các ước của 9, 6 đúng không? Vâng ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Thế bạn Uyên Nhi ơi, cô thấy con giơ tay. Dạ. Ừ, con làm câu 3 có giống như bạn đấy không? Con có viết tập hợp các ước của 9, 6 rồi tập hợp các ước của 3, 3, 6 ra không? Hay là con làm cách khác? Thưa cô, là con làm giống bạn ạ. À, con làm giống bạn. Vậy ai có cách khác để làm giống bạn thì thôi. Cô mời bạn Yến Trang nào. Cô, là con phân tích ra thực số nguyên tố ạ. Đúng rồi, rất là tốt. Hương Giang cũng gửi kết quả đúng cho cô ở đây rồi. Hương Giang, con sẽ chữa bài này nhé. Hương Giang hôm nay rất là cố gắng. Vâng. Đầu tiên ta có 36 bằng 2 mũ 2. Ta có 36 bằng 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2. Rồi. 96 bằng 2 mũ 5 nhân 3. Rồi, cô cảm ơn con đến đây. Và cô khẳng định là con đã làm bài gửi cho cô đúng rồi, nhưng mà để cô gọi những bạn khác chứ không là cũng thành ra là cô nhớ ra là vừa con vừa chữa câu B xong. Minh Hoàng ơi, bạn Hương Giang phân tích ra thử số nguyên tố đúng chưa? Em thưa cô là
Đúng rồi ạ. Đúng rồi. Bạn Hương Giang và một số bạn khác đã tìm ước chung lớn nhất bằng cách là phân tích các số đa thừa số nguyên tố chứ không phải là bằng cách là liệt kê các ước nhé. Bởi vì 96 có rất là nhiều ước, chúng ta liệt kê ra thì là thứ nhất là vừa mất thời gian, thứ hai là chưa chắc chúng ta đã liệt kê đầy đủ được. Cho nên là chúng ta nên các với các số lớn chúng ta nên làm là tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố nhé. Và Hoàng ơi, ước chung lớn nhất của hai số này bằng bao nhiêu con? Em cho cô là 12 ạ. À, con lấy tích nào mà bằng 12 con nhỉ? Con đọc tích nào đây? Em cho cô là 2 x 2 x 3. Không. Chúng ta chọn ra các thừa số nguyên tố chung là thừa số nào con nhỉ? Các thừa số nguyên tố chung là những thừa số nào đây? Em cho cô là 2 và 3. Đúng rồi. Và mỗi thừa số ta lấy về số mũ nhỏ nhất. Như vậy là số mũ của 2 là bằng bao nhiêu con nhỉ? 2 mũ 2 và 2 mũ 5 thì ta chọn là số mũ nào? 2. À, như vậy là ta có là lấy số mũ nhỏ nhất của 2 là 2. Và số mũ nhỏ nhất của 3 là bao nhiêu con? Là 1 ạ. Ừ, cho nên ta có ước chung lớn nhất là bằng 2 mũ 2 nhân 3 mũ 1. Và bằng 12. Rồi, cô cảm ơn con. Những bạn mà còn làm theo cách liệt kê thì chúng ta xem lại nhé. Giờ chúng ta sẽ chữa bài câu số 4 nữa con nhé. Bây giờ là hãy cho cô biết là diện tích mảnh ruộng của bài tập này chúng ta sẽ tính như thế nào. Bạn nào nhớ công thức nhỉ? Ai biết thì chúng ta giơ tay. Long Đức ơi, để tính diện tích mảnh ruộng thì con hãy nhắc lại công thức tính nào. Ông cô, để tính diện tích hình ruộng ta lấy độ dài tổng độ dài hai đường nhân với chiều cao và chia hai ạ. Hai đường gì? Đây là thửa ruộng có hình gì con nhỉ? Hình thang ạ. Hình thang. Công thức tính diện tích hình thang là tính như nào? Là a cộng b nhân h chia hai ạ. Đúng rồi, nhưng mà ab là gì? H là chiều cao thì vừa nãy con nói rồi. AB là hai. Là gì? Hai chiều dài ạ. Hai chiều dài. Rồi, cô hỏi bạn khác. Long Đức nêu công thức là đúng rồi nhưng không biết AB là gì. Rồi cô mời bạn Uyên Nhi nào. AB là gì con? Là gì của hình thang? Bật mic lên. Con cho cô là AB là đáy lớn và đáy bé. Đúng rồi, AB là đáy lớn và đáy bé. Đức nhá, Khánh Hà nhá. Như vậy muốn tính diện tích hình thang thì ta lấy đáy lớn cộng với đáy bé. Rồi tất cả đem nhân với chiều cao chia cho 2. Vậy ta tính được diện tích của hình thang này bằng bao nhiêu? Bao nhiêu bạn làm được? Các con giơ tay giúp cô nào. Khánh Hà, con tính được diện tích chưa? Xong rồi ạ. À rồi, con đọc giúp cô. Diện tích mảnh ruộng là mở ngoặc 13 cộng với 27 đúng không? Nhân 10 chia 2. Rồi. Bằng 200 mét vuông. Con đồng ý với kết quả của bạn đấy không An Lộc ơi? Nghe cô là có. Rồi cô cảm ơn. 13 cộng 27 là 40. 40 nhân 10 là 400. 400 chia 2 đúng rồi. Bây giờ là mảnh ruộng cho sản lượng bao nhiêu kg thóc, biết năng suất lúa là 0,6 kg trên 1 mét vuông. Mời bạn Huy ơi. Dạ. Con trình bày được chưa? Ý tiếp theo nào. Sản ý lượng. Tiếp theo là 400 lúa của mảnh ruộng con tính như thế nào? Em lấy 200 chia cho 0,6. Rồi, đó là ý của con nhé. Và cô mời bạn Yến Trang ơi, con đồng ý bạn đấy không? Bạn ấy lấy là 200 chia cho 0,6. Theo con đồng ý không? Cô là không. À, thì con làm nào? Cô lấy 200 nhân với 0,6 ạ. À, nhân Huy bị nhầm phép tính rồi con ạ. Năng suất là 0,6 kg trên 1 mét vuông. Tức là cứ 1 mét vuông mình thu hoạch được 0,6 kg mà có tất cả 200 mét vuông thì chúng ta phải làm với phép nhân. Huy ơi, con hiểu chưa? Vâng.
Cho kết quả bao nhiêu Yến Trang đọc luôn? 120 ạ. À, 120. Đơn vị là gì con nhỉ? Đơn vị là kg. Rồi, như vậy chúng ta tự viết đáp số vào giúp cô nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ là chữa sang câu 5. Thì ai đã làm được câu 5? Con để tay như thế. Ai chưa làm được con bỏ tay xuống nhé. À, siêu thế rồi đấy. Thì thế thì cô rất là vui rồi. Sau khi cô hỏi thăm thì thấy là các bạn đấy có hai bạn làm được cả hai ý A và ý chia hết cho 3, ý chia hết cho 5. Còn một bạn thì làm được ý chia hết cho 3. Còn những bạn khác thì chắc là chưa kịp thời gian để làm. Cô xem đã muộn chưa nào. À, thế thì sắp hết thời gian là ta sẽ chữa luôn nhé. Đây là câu 4 này. Câu 5. Minh ơi, con trình bày cho cô ý chứng minh A chia hết cho 3. Cô à, A bằng bằng ngoặc 2 cộng 2 mũ 2 bằng ngoặc cộng 1 ngoặc 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 bằng ngoặc cộng chấm 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 cộng 1 ngoặc 2 mũ 2 mũ 59 cộng 2 mũ 60 ngoặc 3 bằng 2 mũ ngoặc 2 cộng 1 gì? 2 nhân mở ngoặc gì? 1 cộng 2 nhỉ? Dạ, 2 cộng 1. 1 cộng 2. Rồi, tiếp theo đặt 2 mũ 3 ra ngoài. 1 cộng 2 cũng bằng 2 cộng 1. Nhưng mà 1 cộng 2 thì các bạn đấy dễ hiểu hơn đấy con ạ. 2 mũ 3 thừa số cho gì con? Của 2 mũ 3 bằng... 2 mũ 3 nhân với mở ngoặc gì con nhỉ? 3 nhân với... Con đặt thừa số 2 của 3 đó. À, 1 cộng 2 rất tốt, giỏi lắm. Cộng với chấm chấm chấm. Cộng với, con đặt thừa số nào ra ngoài? Cô là 2 mũ 5, 59. Đúng rồi, trong ngoặc là 1 cộng với 1 cộng với 2. Rồi, cô cảm ơn con. Đến đây là được rồi. Bao nhiêu bạn đã hiểu được chỗ này thì các con giơ tay lên để cô xem nhé. Bởi vì là bài này là không phải lần đầu tiên cô dạy chúng ta đâu. Tuy chúng ta là học lớp cơ bản nhưng mà cô vẫn dạy các con nhiều lần rồi đấy. Thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối lập cộng. Cô sẽ giảng một lần nữa. Ta có 2 mũ 2 đi. Lấy 2 cộng với 2 mũ 2. Thì sẽ bằng là 2 nhân 1 cộng với 2 nhân 2. 2 mũ 2 thì bằng 2 nhân 2. 2 thì bằng 2 nhân 1. Chúng ta đặt thừa số 2 ra ngoài theo tính chất phân phối phép nhân đối lập cộng. À, có 8 bạn giơ tay rồi. Thì trong ngoặc sẽ còn lại là 1 cộng với 2. Đấy là hai số đầu tiên chúng ta nhóm lại. Và tiếp theo cô nhắc, cái tiếp theo đó là ví dụ như là 2 mũ 3 và 2 mũ 4 đi. Còn 2 mũ 59 và 2 mũ 60 chúng ta làm tương tự. Thì 2 mũ 3 là chúng ta sẽ tách được là thành 2 mũ 3 nhân 1. Còn 2 mũ 4 là tách thành 2 mũ 3 nhân bao nhiêu Hương Giang nhỉ? 2 mũ 4 là bằng 2 mũ 3 nhân bao nhiêu? 2 mũ 4 là bằng 2 mũ 4 là bằng 2 mũ 3 nhân 2 ạ. Giỏi lắm, rất tốt, chính xác rồi, rất tốt. Như vậy chúng ta đặt 2 mũ 3 ra ngoài làm thừa số chung bởi vì cả hai tích đều có chung thừa số 2 mũ 3 thì trong ngoặc còn lại gì Hương Giang nhỉ? Trong ngoặc thì còn lại 1 và 2. 1 cộng với 2, rất là tốt, chính xác. Rồi tương tự như vậy đối với 2 mũ 59, 2 mũ 60. Như vậy ta sẽ đặt, tiếp tục là đặt, sau khi đặt ra ngoài thì cho tính các cái tổng ở trong ngoặc. 1 cộng 2 là bằng 3, cộng với 2 mũ 3, nhân với 1 cộng 2 là bằng 3, cộng chấm chấm chấm, cộng với 2 mũ 59, nhân với 3. Như vậy là chúng ta thấy rằng tất cả các tích đều chứa thừa số 3, nên suy ra A chia hết cho 3. Rồi bây giờ là câu ý thứ nhất là chia hết cho 3, ý thứ hai chia hết cho 5. Cô mời bạn Yến Trang trình bày cho cô ý chia hết cho 5 nè. An Lộc cũng trình bày được. Nhưng mà cô nhờ Yến Trang nè. Cô ơi cô. Ơi. Con trình bày là chia hết cho cả 3 và 5, tức là chia cho 15, nhưng con không trình bày chia cho hai số cơ ạ. À thì con nhầm rồi ấy. Người ta bảo A chia hết cho 3, chấm phẩy A chia hết cho 5 đây này. Rồi, An Lộc trình bày giúp cô nè. Thôi không sao. Nước cô là A bằng mở ngoặc. Bằng mở ngoặc gì? A bằng mở ngoặc 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4. Ừ, rồi.
đảo ngoặc. Rồi, cộng với mở ngoặc. Cộng với mở ngoặc. 2 mũ 5 cộng 2 mũ 6 cộng 2 mũ 7 cộng 2 mũ 8. Rồi. Cộng với chấm chấm chấm. Ôi, chấm cộng chấm. Cộng 2 mũ 56, 2 mũ 57, 2 mũ 2 mũ 2 mũ 57, 2 mũ 58, 2 mũ 59, 2 mũ 60. Rồi, cô cảm ơn con. Đến đây con dừng lại. Và cô sẽ giảng tiếp cho các bạn nhé. Nào, trước tiên là khen An Lộc rất giỏi. Thứ hai nữa là cô muốn giảng cho các con. Cô hỏi là An Lộc ơi, con có biết là biểu thức A này là tổng của bao nhiêu số hạng ở đây không? Phía bên phải, Yến Trang biết không? Con nghĩ là 60 ạ. Đúng rồi, chúng ta sẽ dựa vào số mũ của số 2 ở đây là 2 mũ 1 là số hạng thứ nhất, 2 mũ 2 là số hạng thứ hai, 2 mũ 3 là số hạng thứ ba, thì vân vân đến 2 mũ 60 là số hạng thứ 60, cho nên là có 60 số hạng các con nhé. Và chúng ta thấy rằng là 60 mà bạn ở câu A các bạn đấy nhóm thành từng nhóm, mỗi nhóm 2 số hạng, cho nên 60 chia hết cho ta thấy 60 chia hết cho 2, cho nên nhóm thành mỗi nhóm 2 số hạng là đúng, là vừa hết, không có số hạng nào đứng thừa ra. Và ở đây ở câu ý tiếp theo là chia cho 5 thì An Lộc nhóm thành từng nhóm mỗi nhóm 4 số hạng, thì 60 cũng chia hết cho 4, cho nên chúng ta sẽ nhóm thành từng nhóm mỗi nhóm 4 số hạng là đúng, không bị thừa ra cái nào cả. Và tiếp tục là áp dụng tính chất phân phối phép nhân đối với cộng, đặt thừa số chung ra ngoài. Các con đặt giúp cho cô nhé. Yến Trang ơi, cô không đưa ra cho các bạn là bởi vì là nhiều bạn đã không biết được cách này. Nhưng con đã chứng tỏ được A chia hết cho 15 rồi, thì con suy ra là A chia hết cho 3, A chia hết cho 5. Vì 15 chia hết cho 3, 15 cũng chia hết cho 5 con nhé. Bài làm của con đúng rồi. Yến Trang sẽ làm tiếp chỗ này cho cô nào. Con đặt thừa số nào ra ngoài con nhỉ? Con đặt thừa số 2 ra ngoài ạ. À, thì nó giống như bài của con luôn. Thì trong ngoặc sẽ là 1 cộng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3. Rồi. Và vì muộn rồi, cô xin phép chấm chấm chấm. Ở đây chúng ta đặt được 2 mũ 5 ra ngoài. Và cuối cùng ở đây chúng ta đặt được 2 mũ bao nhiêu ra ngoài, Yến Trang nhỉ? 2 mũ 5 7 ra ngoài. 2 mũ 5 7. Thì trong ngoặc cũng còn lại là 1 cộng với 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3. Nào, tính giúp cho cô ở trong ngoặc bằng bao nhiêu giúp cô nhé. Mời Hương Giang nào. Con gửi cho cô bài của con đúng rồi con nhé. Và với cách làm này thì con hoàn toàn là làm được. Và cô nói luôn là nếu như cách làm này thì con khẳng định. Nhưng mà cái chỗ này là do là con tính ở trong ngoặc bằng bao nhiêu? Dạ con thưa cô, con tính ở trong ngoặc là bằng 2, 1 cộng 1 cộng 2 mũ 5 ạ. Ôi con tính sai rồi. Làm sao mà cộng được ở trong này như thế? Trong này phải tính, tức là tính giá trị của từng lũy thừa ra rồi cộng lại. An Lộc ơi, con tính được trong ngoặc bằng bao nhiêu? Cô là bằng 15. Rồi, bằng 15. Cộng với chỗ này nếu viết là 2 mũ 5 nhân 15, nhưng mà chúng ta viết chấm chấm cộng với 2 mũ 5 7 nhân với 15. Và chúng ta thấy rằng là A sẽ chia hết. Như vậy là ta biến đổi A thành các tích có chứa thừa số 15. Cho nên A chia hết cho 15. A chia hết cho 15 thì suy ra A chia hết cho 5. Chỗ này hơi muộn nên là chắc là các con phải xem lại video giúp cô nhé. Như vậy chúng ta chứng minh được A chia hết cho 5. Đấy là cách làm của bạn An Lộc và của bạn Yến Trang. Tuy nhiên cô cũng có một cách làm khác. Đấy là cô không nhóm thành nhóm 4 số hạng như của hai bạn đấy đâu. Mà cô sẽ nhóm 2 mũ 2 cộng với 2 mũ 3 thành một nhóm. Rồi sau đấy cô cộng với mở ngoặc 2 mũ 58 cộng với 2 mũ 60. 2 mũ 2 cộng với 2 mũ 4 thành một nhóm. Cộng với chấm 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 cộng với 2 mũ 57 cộng 2 mũ 59. 2 mũ 1 cộng với 2 mũ 3 mà cô lại viết 2 mũ 2. Chỗ này là 2 mũ 1, Tiến Trang đúng rồi đấy. Chỗ này là 2 mũ 1 con ạ. 2 mũ 1 ghép với 2 mũ 3. Còn 2 mũ 2 thì ghép với 2 mũ 4, cho nên chỗ này đặt 2 ra ngoài. Đấy, vội là như thế đấy. Trong ngoặc còn lại bao nhiêu con nhỉ? Trang đọc. Cô là 1 cộng với cả 2 mũ 2 ạ. Đúng rồi. Cộng với 2 mũ 2 ra ngoài thì trong ngoặc là
1 cộng với 2 mũ 2 à? Đúng rồi, rất là tốt, vân vân. Cộng với vân vân và chúng ta bỏ qua cái chỗ này đi. 2 mũ 58 ra ngoài thì trong ngoặc còn lại là 1 cộng 2 mũ 2 à? 1 cộng 2 mũ 2 đấy. Và chúng ta tính ở trong ngoặc bằng bao nhiêu trang nhỉ? Cô trong ngoặc là bằng 5 ạ. Đúng rồi, 2 mũ 2 là 4, 4 cộng 1 là 5. Như vậy đây là một cách để các con suy nghĩ, để các con làm đối với các số lớn nhá các con nhá. Đấy. Cộng chấm 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 cộng với 2 mũ 58 nhân với 5 nên là suy ra A chia cho 5. Chỗ này vừa nãy cô nói nhầm một chút xíu, cô nói lại ở đây là ở đây có các số mũ liên tiếp là từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vân vân cho đến 60. Chúng ta không ghép hai số đứng cạnh nhau mà chúng ta ghép 2 mũ 1 với 2 mũ 3, 2 mũ 2 với 2 mũ 4, 2 mũ 5 với 2 mũ 7, 2 mũ 6 với 2 mũ 8, vân vân các con nhé. Rồi đến 2 mũ 7 với 2 mũ 59, 2 mũ 58 với 2 mũ 60. Thì bài cuối này thì cô giảng hơi nhanh, các con xem lại video nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ.